người Ethiopia và người Eritrea ở Homs tập trung để tưởng niệm các nạn nhân di dân. Tính từ Homs, cộng đồng người Ethiopia và người Eritrea đã tập trung thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ chìm thuyền ngày 3 tháng 10 ngoài khơi đảo Lampedusa. Buổi lễ cầu nguyện được tổ chức cho những người không thể tới đảo Sicily để tham dự buổi lễ chính thức được tổ chức vào chiều nay. Một biểu ngữ nói rằng hãy tôn trọng công ước Dublin, và một biểu ngữ khác nói rằng nạn nhân Lampedusa luôn luôn nằm trong tim mọi người. Vụ chìm thuyền di dân ngoài khơi đảo Lampedusa ngày 3 tháng 10 đã làm trên 350 người chết, đa số là người Eritrea. Bà Anna tham dự buổi lễ nói rằng bà rất đau buồn vì Lampedusa là hy vọng nhưng đã trở thành mồ chôn của quá nhiều người. Để tránh thảm trạng ngày 3 tháng 10 tái diễn, các nước Liên Âu đã cộng tác với Ý để phát hiện thuyền di dân trên biển. Hiện nay, Ý đã huy động một chiếc thuyền bệnh viện có trực thăng hoạt động tầm xa, 5 chiếc tàu hải quân có trực thăng, một chiếc phi cơ có dàn radar và một phi cơ không người lái để đảm nhận công tác quan sát để phát hiện thuyền di dân. Căn cứ của lực lượng cứu người di dân vượt biển được đặt trên đảo Sicily.